I do what I like. D-W-E-K-A-Y, để đã dạy cho ai những bài học đắt giá khi đánh phải khắc cốt ghi tâm. Bao có bao cảnh xấu đôi chị anh vẫn bước vượt qua. Với bao lần gian truân viết ra để suy nghĩ hòa cùng với điệu nhạc, một chiếc bút một tờ giấy, cứ thế mà anh tuôn phải biết nắm bắt được cơ hội. Cần phải cho nó vụt mất không thể nếu một tuổi thanh xuân. Có cuộc đời giống như một canh bạc và ai sẽ được cược vào tất nha. Sẽ chỉ có hai kết quả hiện ra, một là mày sẽ được còn hai là mất nha. Vứt bỏ đi hết nếu suy nghĩ tiêu cực chỉ chết chỉ chết. Không thể để bản thân mình rơi vào trạng thái lép biếng Anh chỉ là một kiếm cho vì anh thật là nhiều tiền Đã có quá nhiều đêm tới 2 giờ sáng anh vẫn có mải miết. Hơi đâu mà sân si kiếm chuyện hay là kiếm phiền. Xã hội thật khắc nghiệt thế nên chỉ mong anh mong gia đình anh luôn khỏe. Anh mong anh em luôn vui vẻ. Anh mong mọi thứ được suôn sẻ. Anh mong mỗi ngày luôn được sống trong trạng thái muôn màu muôn vẻ. Tận hưởng một khoảnh khắc khi mà còn có thể.